Hello, xin chào anh em nhé. Nay anh em mình là có một anh bạn đầu ngang máy ô tô. Nay máy ô tô chở khỏe lắm. Chào anh em đến với kênh của mình nhé. Đây là video của phát mình. Phát số 1 thôi nhiều. Phát số 2 rồi à? Đấy ạ. Cao bằng nó làm rất là ờ như hiểu dạng như vậy như phải thầy cho mày ham vẫn rồi lão sinh gì à ừ ờ với nhiều đồ bay liên là xe này và xe chạy thoát được đủ nát hết rồi. Không dám xuống đây. Đúng nét tu lố. Số 1 thôi. Không dám xuống số cao. Đó, đến đường quốc lộ rồi anh em nhé. Nhìn vậy thôi khỏe lắm anh em. Xe Tuyên Quang nó cũng rất là ok anh em nhé. Bắt nhập nó như cầu. Bên Tuyên Quang cũng được. Trời đất, trên này. Ờ. 800 cơ. Đây là chở của anh á. V6 nhỉ. Còn chút nhỏ nữa, còn chưa tính anh em nha. Chuẩn bị đổ chút nha anh em. Chạy nhá. Lên YouTube hết đấy. Mày bơ voi mày bèo giỏi tớ. Đi vào vườn hết rồi. Bây giờ lên thoải mái rồi, bây giờ nó không xô đi rồi. Con này trên Yên Lạc. Trên này xuống. Ừ. Cũng lên chở chứ. Cho con này lên chứ. Đấy, con này đi vào trong kia xa hơn. Em đến ngay trên này thôi mà. Nó hoa mình à? Ủa, hoa giống mình đã không nói những chỗ. Nếu tới mình đã không nhớ chỉ hoa nữa. Ờ, mới mình đã ngủ, giờ mình gắng như vậy. Ờ, tao thoa nó tới, giờ khăn thoa phải tới như vậy. Đi nhẹ nhàng nhỉ. Thôi em cũng đi đó. Con này nó rụng, nó phẳng, chắc cũng như nhau thôi. Em đi nha. Lên số 3 đi. Ô, biết trước thế này.